Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry Khám Phá. Hồng Kông và Đài Loan đều tự hào là những con rồng của châu Á. Với nền kinh tế phát triển và niềm tự hào của người Á Đông, người ta có thể thấy được nhiều điểm chung từ hai vùng đất này, như đều từng là lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc rồi bị tách ra, đều có nền kinh tế phát triển từ rất sớm, v.v. Thế nhưng ở hai nơi này thì vẫn có những sự khác biệt. Tại sao Hồng Kông quay trở về với Trung Quốc theo chính sách một đất nước, hai chế độ, còn Đài Loan thì nhất quyết không theo và muốn quyết chiến đến cùng để chống lại chính sách một Trung Quốc? Hãy cùng tìm hiểu về hai vùng đất này qua video ngắn này nhé. Lịch sử đầy biến động. Đầu tiên là về lịch sử của hai vùng đất này. Cả Hồng Kông và Đài Loan thì đều là lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc, nhưng do những biến động của thời đại mà đã bị sang tên đổi chủ nhiều lần cho tới ngày hôm nay. Đối với Hồng Kông thì ngay từ thời của hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc là Tần Thủy Hoàng, ông đã khám phá và sáp nhập nơi đây vào lãnh thổ của mình. Nhưng sau đó nơi đây gần như bị lãng quên trong suốt gần 1.000 năm, và phải mãi cho tới triều đại nhà Đường, khi thương mại phát triển mạnh tại khu vực Quảng Đông, thì triều đình mới để ý tới nơi đây. Nhưng tất cả thì cũng chỉ là xây dựng một số đồn lũy có vai trò tuần tra, kiểm soát. Hoàng Ngọc Quý đã bị bỏ xó cho bụi mốc kể từ đó. Cho tới hơn 1.000 năm sau, khi triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc là nhà Thanh suy yếu và buộc phải sang nhượng Hồng Kông cho người Anh vào năm 1839, thì lịch sử nơi đây mới bắt đầu rẽ nhánh. Cơ sở hạ tầng hành chính nhanh chóng được xây dựng vào đầu năm 1842. Hồng Kông đã nhanh chóng phát triển từ một tiền đồn thuộc địa tạm thời thành một cảng trung chuyển quan trọng vào thời ấy. Những cải thiện kinh tế trong thập niên 1850 cũng đã thu hút đầu tư nước ngoài, từ các bên liên quan tin tưởng hơn vào tương lai của Hồng Kông. Dân số cũng bắt đầu tăng nhanh. Sang đến nửa đầu thế kỷ 20, Hồng Kông là một cảng tự do, có chức năng như một trung tâm xuất nhập khẩu của đế quốc Anh. Người Anh đã đưa tới Hồng Kông một hệ thống giáo dục dựa trên mô hình của họ và biến nơi đây thành một thiên đường du học. Tuy nhiên, một viên ngọc quý giá như vậy mà nước Anh lại ngậm lấy một mình là điều không thể chấp nhận được với các đế quốc khác, đặc biệt là những đế quốc mới nổi như Nhật Bản thời đó. Và cuối cùng, thì như những gì mà lịch sử ghi chép lại, Nhật Bản đã phát động cuộc chiến với Trung Quốc, tham gia Thế chiến thứ hai và chiếm luôn Hồng Kông vào năm 1937. Thế nhưng, sự kiểm soát của người Nhật ở đây thì cũng vô cùng ngắn ngủi, khi chỉ 8 năm sau, họ thất bại trong cuộc Thế chiến thứ hai, sau đó đầu hàng quân đồng minh, và người Anh thì lại tiếp tục quay lại và kiểm soát khu vực này. Mọi thứ cứ như vậy cho tới hơn nửa thế kỷ sau, năm 1997, rồng đã đổi màu, Hồng Kông đã quay trở về với Trung Quốc. Theo sự thỏa thuận của người Anh và chính quyền đại lục khi đó, Hồng Kông tuy đã trở về với Trung Quốc nhưng dưới hình thức một quốc gia hai chế độ, cho tới năm 2047 thì mới chính thức là một Trung Quốc. Đấy là lịch sử của Hồng Kông. Còn đối với Đài Loan thì mọi thứ còn phức tạp hơn rất nhiều, vì giá trị lịch sử của Đài Loan cũng lớn hơn Hồng Kông. Nếu Hồng Kông chỉ đơn giản là những lợi ích về kinh tế và thương mại, thì Đài Loan còn mang nặng về tính quân sự và mang tầm chiến lược khi gắn với lợi ích của các siêu cường. So với Hồng Kông, Đài Loan được phát triển muộn hơn hẳn, khi vào thời Tam Quốc nó mới được phát hiện. Nhưng cũng như Hồng Kông, người Hán lúc này cũng chẳng để ý lắm tới hòn đảo này, chỉ để im đó trong hàng thế kỷ. Mãi cho tới tận thế kỷ 13, dưới triều đại nhà Nguyên, thì triều đình mới cho lập một số trạm gác tuần ở đây. Sang đến thế kỷ 17, những người ngoại quốc lúc này bắt đầu đẩy mạnh thương mại với Trung Quốc. Người Hà Lan lần đầu tiên đặt chân tới hòn đảo này vào năm 1622. Người Hà Lan lúc đó cũng có ý định muốn nuốt nơi đây, thế nhưng rất tiếc, nhà Minh đã nói không. Do lực lượng của Hà Lan lúc này rất mỏng, họ nhanh chóng bị nhà Minh đánh bại. Ngay sau đó thì người Tây Ban Nha cũng tới đây, và họ thành công hơn người Hà Lan một chút khi chiếm được phía bắc của hòn đảo này. Tuy nhiên, tất cả các thế lực ngoại quốc đều bị đánh bật khỏi hòn đảo vào năm 1662, khi một viên tướng trong phong trào phản Thanh phục Minh có tên là Trịnh Thành Công đã chiếm đóng nơi đây. Ông ta muốn dựa vào Đài Loan để làm bàn đạp và xây dựng lại lực lượng để chờ biến cố xảy ra sẽ quay lại đại lục lật đổ nhà Thanh, xây dựng lại cơ đồ của nhà Minh. Năm 1683, quân họ Trịnh chiến mạng trong trận hải chiến Bành Hồ trước quân Thanh dưới quyền của Thi Lang. Trịnh Khắc Sản buộc phải đầu hàng, Khang Hy Đế cho nhập miền Tây Đảo vào bản đồ Đại Thanh, giao tỉnh Phúc Kiến quản lý, gọi là phủ Đài Loan. Và cũng giống như Hồng Kông, khi mà nhà Thanh suy yếu thì các thế lực nước ngoài cũng nhăm nhe muốn có được khu vực này. Tuy nhiên, trái với Hồng Kông, khi mất vào tay người Anh thì nhà Thanh đã thành công bảo vệ hòn đảo này trước sự nhăm nhe của người Pháp vào cuối thế kỷ 19. Nhưng ở đây thì cũng phải chịu chung số phận với Hồng Kông vào thế kỷ 20 khi trở thành thuộc địa của Nhật Bản. Như vậy, ta có thể thấy lịch sử của Hồng Kông và Đài Loan kể từ khi được phát hiện cho đến sau Thế chiến thứ hai có rất nhiều nét tương đồng, như đều được phát hiện từ rất sớm, gần như bị lãng quên bởi chế độ phong kiến. Sau đó
thì bị các đế quốc phương Tây xâu xé, và cuối cùng là mất vào tay của người Nhật trong Thế chiến thứ hai cho tới khi cuộc chiến kết thúc. Tuy nhiên đến đây thì lịch sử mới bắt đầu phức tạp. Trái với Hồng Kông đã là thuộc địa của Anh, thì sau Thế chiến thứ hai, người Anh vẫn tiếp tục cai trị nơi đây, thì Đài Loan được trả về cho chính phủ của Trung Hoa Dân Quốc. Ngay sau Thế chiến thứ hai là cuộc nội chiến quốc cộng giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân Đảng để giành ngôi cửu ngũ chí tôn đứng đầu Trung Hoa. Lịch sử đã gọi tên người chiến thắng là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quốc dân Đảng đã buộc phải chạy trốn ra đảo Đài Loan. Khi phe Đảng Cộng sản chuẩn bị tấn công Đài Loan thống nhất lãnh thổ, thì đùng một cái, chiến tranh Triều Tiên đã nổ ra. Phe Triều Tiên lúc đầu thì giành áp đảo tuyệt đối, nhưng sự can thiệp của Hoa Kỳ đã khiến mọi thứ không thể diễn ra theo đúng tính toán. Triều Tiên bị liên quân đẩy lùi về bờ sông Áp Lục và sắp bị xóa tên khỏi bản đồ thế giới. Trung Quốc đánh hơi thấy sự nguy hiểm và buộc phải hoãn mọi kế hoạch tấn công Đài Loan để cứu đồng minh Cộng sản Triều Tiên. Thời cơ đã qua đi, siêu cường Hoa Kỳ cũng thay đổi thái độ, quay sang bảo vệ Đài Loan. Tuy nhiên, mọi thứ chưa kết thúc ở đó, khi hai bên thì vẫn luôn căng thẳng với nhau trong suốt hơn 70 năm. Đài Loan đã trở thành một phần trong kế hoạch chuỗi đảo thứ nhất nhằm kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc. Cho tới ngày hôm nay, sự căng thẳng đang ngày càng lên đỉnh điểm, và có lẽ chiến tranh chỉ còn là vấn đề thời gian. Con đường phát triển. Hồng Kông và Đài Loan do những biến động lịch sử và điều kiện tự nhiên khác nhau mà dẫn tới những con đường phát triển khác nhau. Đối với Hồng Kông thì kinh tế của họ là một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển, được xây dựng trên nền tảng kinh tế thị trường, thuế thấp và ít có sự can thiệp của kinh tế chính phủ. Đây là một trung tâm tài chính, thương mại quan trọng và là nơi tập trung của nhiều đại bản doanh của công ty ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Trong khi tiếp tục duy trì những luật lệ và thông lệ của chính quyền Anh trước đây, chính quyền Hồng Kông thì nhường quyền điều khiển thị trường cho các lực lượng thị trường và khu vực tư nhân kể từ năm 1980. Nhìn chung thì chính quyền đã đóng một vai trò thụ động theo chính sách không can thiệp tích cực. Hồng Kông thường xuyên được xem, đặc biệt là bởi nhà kinh tế Milton Friedman, là một hình mẫu của chủ nghĩa tư bản tự do kinh doanh về mặt thực tiễn. Hồng Kông được xếp hạng nhất thế giới về tự do kinh tế trong 13 năm liên tục kể từ khi có chỉ số này vào năm 1995. Do có ít đất bằng phẳng và ít tài nguyên thiên nhiên, do đó họ phải nhập hầu hết thực phẩm và nguyên liệu. Do có mức thuế thấp, hệ thống luật và dịch vụ dân sự hiệu quả của Hồng Kông đã thu hút được các tập đoàn nước ngoài tìm cách thiết lập sự hiện diện ở châu Á. Thành phố này có số trụ sở công ty cao thứ hai trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ngoài ra, Hồng Kông là một cửa ngõ trực tiếp cho đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc. Do nhận được sự bảo hộ của nước Anh trong nhiều năm, nên quân đội riêng của Hồng Kông là bằng không, còn lực lượng an ninh của họ thì có quá nhiều lỏng lẻo. Cho nên, điều này dẫn tới sự ra đời của một đặc sản nơi đây, đó là xã hội đen hay mafia. Điều này thì không quá xa lạ. Nếu ai thuộc thế hệ 8X, 9X thì cũng không lạ gì với những bộ phim về các băng đảng xã hội đen của Hồng Kông. Ngày đó xem thì chắc ai cũng thấy sao phim họ làm hay thế nhở? À thì tất nhiên là các đạo diễn ở đây thì cũng có một nguồn tài liệu gần như là vô hạn đến từ chính xã hội Hồng Kông lúc đó. Để dễ hiểu hơn thì 10 bộ phải tầm hơn nửa là có yếu tố phim được dựa trên sự kiện có thật ngoài đời. Và an ninh ở đây thì cũng chẳng được cải thiện là mấy sau hàng chục năm. Minh chứng cho điều này là cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ năm 2019, khi lực lượng an ninh ở đây phải mất hàng tháng trời để dẹp các lực lượng biểu tình. Thậm chí là các lực lượng này còn lập được cả những pháo đài ngay bên trong các trường đại học. Còn về mặt quân đội thì nếu các bạn hỏi vậy thì Hồng Kông sẽ tự vệ kiểu gì khi mà có chiến tranh? Đơn giản thôi, khi còn là thuộc địa của Anh thì họ nhận được sự bảo vệ của quân đội Anh. Còn khi về với Trung Quốc thì Đại Lục đã thành lập một đơn vị có tên là Đơn vị Đồn trú Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại Hồng Kông, với quân số khoảng 6.000 người, đóng tại thành phố Trung Hàn, Hồng Kông. Đằng nào sau này thì Hồng Kông cũng sẽ về với Trung Quốc, thế nên việc thành lập thêm một đơn vị quân đội cũng chẳng để làm gì. Ngược lại với phía Hồng Kông thì trường hợp của Đài Loan ngược lại hoàn toàn. Sau khi rời sang Đài Loan vào năm 1949 thì chính phủ Trung Hoa Dân Quốc đã đề xuất nhiều kế hoạch kinh tế trong thập niên 1960 để phát triển thành kinh tế tư nhân, tư bản chủ nghĩa định hướng xuất khẩu. Chính quyền ở đây đã thi hành chính sách phát triển khá tương đồng với Hàn Quốc dưới thời của nhà độc tài Park Chung Hee. Trái với Hồng Kông được yên ổn sau Thế chiến thứ hai, thì Đài Loan lại đầy biến động. Nếu muốn tìm ra ai đó sợ Trung Hoa Đại Lục hay chế độ cộng sản nhất thì đó chính là Tưởng Giới Thạch. Tại sao ? Vì ngay sau khi đổ bộ lên Đài Loan, Tưởng đã đưa hòn đảo này vào chế độ thiết quân luật dài thứ hai trong lịch sử, lên đến 38 năm. Mặc dù nói đó là thiết quân luật, thế nhưng các nhà sử học thì lại đồng nhất xem nó là khủng bố trắng. Cho những ai chưa biết thì khủng bố trắng là hành vi tàn sát những người theo chế độ cộng sản hoặc có cảm tình với chế độ cộng sản. Những cuộc đấu tố
bắt ra bừa bãi diễn ra liên tục trong thời gian này. Ước tính đã có khoảng 140.000 người Đài Loan bị bắt giữ trong thời gian này, trong đó thì số người bị xử tử là khoảng 4.000 người. Còn số người bị chết do đánh đập, tra tấn và thủ tiêu là không thể ước lượng được. Tuy nhiên thì trong số này thì lại chỉ có rất ít người được nhìn nhận là thân cộng sản. Do tưởng đã thi hành thiết quân luật, tất cả các tác phẩm văn học hay các đảng phái, hội họp thì đều bị cấm hoạt động, nên họ đều phải hoạt động bí mật và đây là điều bất hợp pháp. Tưởng đã triệt để trấn áp những cá nhân hay tổ chức như thế này, dẫn tới tình hình xã hội của Đài Loan luôn nặng nề và căng thẳng. Dễ hiểu thôi, bạn cứ tưởng tượng bạn đang đi trên đường, tự nhiên bị cảnh sát ập tới, còng tay bạn lại do nghi ngờ là người của hội kín nào đó thì sẽ thế nào nhỉ? Bạn không có quyền phản kháng hay minh oan gì cả, thậm chí có thể bị ăn đạn ngay lập tức nếu mà chống đối. Tuy nhiên, cũng do thiết quân luật mà vấn đề tội phạm hay xã hội đen bị trấn áp triệt để. Người dân đặt trong tình trạng làm việc, sản xuất ở mức độ cao nhất đã làm cho kinh tế Đài Loan phát triển nhanh chóng, khá tương đương với những chính sách mà Park Chung-hui thực hiện. Đài Loan cũng nhanh chóng vươn mình hóa rồng. Về mặt quân đội và an ninh thì Đài Loan trái ngược hoàn toàn với Hồng Kông. Họ có quân đội riêng và còn rất mạnh. Lực lượng an ninh của họ và các tổ chức bán vũ trang được xây dựng bài bản và có thể trở thành quân đội bất kỳ khi nào nếu có biến xảy ra. Chẳng thế mà Trung Quốc đến ngày hôm nay vẫn phải cân nhắc kỹ, tính toán cẩn thận và vẫn chưa dám tấn công Đài Loan. Do phải đối mặt với mối đe dọa từ đại lục mà suốt hơn 70 năm qua mà quân đội của họ luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao nhất và luôn cảnh giác với mọi hành động của phía Trung Quốc. Bên cạnh đó, họ không ngừng mua mới và nâng cấp trang bị đến từ Hoa Kỳ. Ngân sách quốc phòng của Đài Loan liên tục tăng trong suốt hàng thập kỷ, lên đến gần 17 tỷ đô, gấp đôi ngân sách của Việt Nam. Với số lính thường trực là khoảng 300.000 quân, nhưng số quân nhân dự bị có thể lên tới 3,6 triệu người, trang bị hàng loạt các loại vũ khí hiện đại như tiêm kích F-16, trực thăng tấn công AH-64, xe tăng M1 Abrams, v.v. Như vậy, ta có thể thấy rõ con đường phát triển khác nhau giữa hai con rồng. Hồng Kông thì thiên về dịch vụ và thương mại, còn Đài Loan là sản xuất, xuất khẩu. Không những vậy, an ninh quốc phòng cũng khác nhau hoàn toàn. Con đường về với đại lục. Dù muốn hay không, chúng ta đều phải thừa nhận Hồng Kông và Đài Loan đều là những lãnh thổ lâu đời của Trung Quốc, mà Trung Quốc là một quốc gia có dã tâm. Không sớm thì muộn, hai vùng đất này cũng sẽ quay về chính thức với họ. Nhưng con đường mà hai vùng đất này quay về sẽ là khác nhau một trời một vực. Hồng Kông vẫn duy trì chính sách một đất nước hai chế độ cho tới năm 2047. Tuy nhiên, 55 là khoảng thời gian quá dài đối với một quốc gia có nhiều tham vọng như Trung Quốc, và họ quyết định sẽ hành động ngay bây giờ để Hồng Kông về với đại lục. Trung Quốc đã có những chính sách can thiệp mạnh mẽ vào Hồng Kông và đưa Hồng Kông về với mình ngay từ bây giờ. Trung Quốc đã can thiệp vào chính trị của Hồng Kông bằng nhiều cách. Chẳng hạn, đặc khu trưởng Hồng Kông được bầu ra bởi một ủy ban 1.200 thành viên. Đa số thành viên này được xem là thân Bắc Kinh. Dù phía Trung Quốc có nói là họ cho phép bầu cử trực tiếp trưởng đặc khu, nhưng là theo danh sách ứng viên đã được chuẩn thuận từ trước. Năm 2018, Trung Quốc quyết định chơi lớn khi cho xây một cây cầu vượt biển dài nhất thế giới 55 km nối liền Hồng Kông và Chu Hải, Macau. Đây là động thái khẳng định rằng Hồng Kông mãi mãi và vĩnh viễn là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc cũng đang xâm nhập vào mọi đời sống của Hồng Kông. Các bản tin thời sự buổi chiều được phát bằng tiếng quan thoại, mặc dù ngôn ngữ của Hồng Kông là tiếng Quảng Đông và tiếng Anh. Trong các trường học, trẻ em được dạy bằng những cuốn sách liên quan tới Trung Quốc. Ngoài ra thì Trung Quốc với nền kinh tế mạnh mẽ đã quay sang cạnh tranh và thâu tóm lần lượt các doanh nghiệp Hồng Kông. Quá trình kiểm soát kinh tế đã diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông đầu tư làm ăn, họ bắt đầu thâu tóm bất động sản và đẩy giá đất ở đây lên cao nhất thế giới. Người trẻ tuổi ở Hồng Kông dù có nỗ lực tới đâu thì cũng không đủ tiền để mua được một căn nhà. Rất nhiều gia đình Hồng Kông phải sống trong những căn phòng chật hẹp chỉ vài mét vuông, còn có những người độc thân thì phải sống trong một cái lồng sắt 2,5 mét vuông, được gọi chung là chuồng chó. Sức mạnh kinh tế Trung Quốc là quá lớn, khiến cho các doanh nghiệp của Hồng Kông không thể cạnh tranh nổi. Họ dần thâu tóm các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở đây. Như vậy có thể thấy, Trung Quốc đang dần đưa Hồng Kông về tay mình một cách khá thuận lợi. Và đổ máu là điều sẽ không thể xảy ra. Đây có thể xem là một điều may mắn, vì chỉ cần không đổ máu thì người dân vẫn sẽ có một cuộc sống yên ổn. Thế nhưng điều này đối với Đài Loan thì lại hoàn toàn khác. Đài Loan bắt đầu đi xa khỏi chính sách một Trung Quốc từ thời của Tổng thống Lý Đăng Huy và cho tận bây giờ. Điều này khiến cho Trung Quốc vô cùng tức giận, đặc biệt là khi họ còn có sự bảo kê và nhận vũ khí từ kẻ thù lớn nhất của mình là Hoa Kỳ. Hơn nữa, Đài Loan chính là một bàn đạp để họ tiến ra biển lớn và trở thành siêu cường toàn diện, hay chính là giấc mơ Trung Hoa mà họ ao ước.
con đường mà Đài Loan và Trung Quốc phải bên nhau bây giờ chỉ có thể là con đường bạo lực. Tuy nhiên, hiện tại thì Trung Quốc sẽ chưa hành động, vì họ tự thấy rằng nếu bây giờ tấn công thương vong sẽ là rất lớn, và Đài Loan thì sẽ chìm trong khói lửa, bị tàn phá nặng nề. Đây là điều mà họ không muốn. Họ muốn rằng Đài Loan ít bị thiệt hại nhất để làm bàn đạp tiến ra biển lớn.